thì mình nó sẽ có là cái cấu trúc là sao hiện tại thì tôi đang là cái gì đó và so sánh với quá khứ À. thì tôi cảm thấy là tôi như thế nào đó so với tôi đã từng và tôi muốn trở thành một cái gì đó trong tương lai như vậy. Ôi giời, không nhớ tôi xem nhỏ trước học hết rồi. Đây bây giờ mình nói là xin sẽ ôn lại nè. Ví dụ ha, ví dụ như xin sẽ nói lại cái khúc này ha, ví dụ như là có thể ví dụ như là tại thời điểm hiện tại thì mình có thể dùng là at the present time hoặc là currently ha, một trong hai ha. Ai gì đó ha, ví dụ như I am a student, ví dụ như xin sẽ là student thì xin sẽ nói là I am a student ha. Student là học sinh đó ha, mà dù học sinh sau đại học nhưng mà vẫn là học sinh ha, sinh viên ha. Compare to the past là so sánh với lại quá khứ đúng không? So sánh với thời điểm trong quá khứ đó, thì tôi giàu hơn ha, thì mình sẽ nói là I am richer đúng không? Rich là động từ giàu này thì mình cộng cho ha, thì sẽ là so sánh hơn giống như là dù ý ha. Ok, là giàu hơn. Được chưa? Then I used to be, mình có cấu trúc là used to be. Một cái này là mình sẽ học kỹ hơn ha, used to. Cộng cho động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu thì giống là thể từ điển, thể từ điển trong trong tiếng Nhật ha. Là used to cộng động từ nguyên mẫu thì là mình muốn thể hiện là một cái đã từng. Đã từng làm một cái gì đó. Đã từng gì đó. Vì nó là Sensei sẽ nói là currently ha, huh? I am a student compared to the past. I am richer, huh? Richer than I used to be. Được chưa? Rồi có một cái câu dưới thì sẽ là cấu trúc của Hồ Si ha. Để Anh Hồ muốn Si. chơi cái gì hả? Đúng rồi, mình sẽ là mình muốn trở thành một cái gì đó trong tương lai ha, thì I want to become Doctor International. international ha, international. Tại vì international thì là bắt đầu bằng nguyên âm nên mình sẽ dùng anh đúng không? Còn những cái phụ âm thì là international doctor ha. In the future, ví dụ đó là ví dụ của Sensei rồi, Hùng có thể cho một ví dụ không nhỉ? Chọn nó trước đi. Okay. Hùng trước đây mọi người bị vấn đề về âm thanh rồi. Hùng là chất lượng âm thanh tốt nhất rồi. Không đâu, em bảo à, interworker, interworker, Turn. interworker, đây à, interworker, more interworker, currently, I am an interworker, compared Yeah. to the past, compared to the past. It must. I. Ok Thọ. Như có bạn mua em rồi. Nếu bạn chụp đánh mua em rồi. Anh em gì nè? Giỏi quá ta. Sao gì Chăm nhìn thấy cái hình mà từ 25 đến 34 tuổi không chăm? Không tự mua em cũng mua giật không cần cảm ơn. Giật ra cái màn hình nó nhỏ quá em không nhìn thấy. Để xem như nó có bự hơn không nè. Bự hơn chưa? Dạ mình hết zoom rồi. được mà, Có mình bự zoom hơn. được mà, Không nhưng mà có bự hơn zoom không? to được mà, mà em xỉ zoom to được á, zoom to được mà, Nhưng mà tôi không có biết dùng ở đâu bạn ơi. Chưa bự lên chưa? Bự lên thì chưa? cứ ấn vào, Chị bự lên rồi chị đặt trật tự đi nè. Bự hơn chưa? thì cứ cho vào tay vút lên là nó hiện màn Dạ hình dạ ra. dạ nhìn được rồi chị ơi, em nhìn được rồi. Sao chị chỉ còn phóng bự bên màn hình chính thôi được. Tại vì kiểu như cái mà điện thoại nó bị hạn chế cái đó, Hùng, hậu máy tính thì dễ. Ok Hùng, compare to Hả? the past. Thôi Em ăn cắp câu kia xe đi ha. hay Compared to quá the past, I am richer than I used ừ. to be. Ừ ha. tôi muốn giàu hơn nè. Không hiện tại hay sao so với quá khứ thì hiện tại là tôi giàu hơn, đúng không? Thế xe mình nói là mình sau hiện tại thì mình giàu hơn nè, về 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 tiếng Nhật á. So với quá khứ đúng không? So với quá khứ mình giàu Hiện hơn. tại thì Nói là mình so giỏi thiệt hơn, so hiện tại thì mình giỏi thiệt hơn á, vậy thì thôi là so thôi. quá khứ á. Ok em I am good at ha. Mình sẽ có cấu trúc Good lại S. I am này ha, mình sẽ có là be good at thì chia với lại ai thì sẽ là đi với I am đúng không nè. Be good at cộng cho cái ngôn ngữ nào đó ví dụ như là English Japanese. Japanese ok correct. Cho em nhìn cái khoảng độ tuổi từ 18 đến 24 và 24 đến 34 á, em suy nghĩ xem là em sẽ so sánh hai cái cột nó như thế nào trong tiếng Anh ha. Ok này Hùng ha, thì mình sẽ có chữ là be good at He would ask là be good Japanese. He Japanese would ask. then. He would ask. Then I used to be. Thế thì theo cái câu này sẽ nhìn ta nào. Em chia Để động từ xem nào. với lại chủ từ là tôi thì em sẽ dùng là I am đúng không? Good I am good at thì sẽ là I am good at gì đó em đấy. Japanese Japanese then I than I used to be. used to be ha rồi ok. Cái chữ currently em đọc lại xem nào. Cơ cây cơ cây cơ bắn bi. Currently Currently, currently ha. Right. I am an interworker. Compare to past. Compare. I to the past. I am good at Amazing, good job. I am an
nhầm đấy. I am amazing. Sit up. Em nhìn này, em biết em. I am the good at. I am good at Japanese. Then I still used to be. I want to. Đây, chạy cái dây này, chạy thoại cô. Cái này có cái gì? Là nát xe, xe hồ xin nhỉ? Cái gì? Anh không gọi mình là nói cái gì nhỉ? Công việc tốt ở Nhật, công việc tốt. Hình như là Japanese teacher hay gì đấy. À, sao sao sao. Chào lại teacher. Ừ. Đang rồi. Thỏ, chừng nào thỏ quay lại thỏ hú lên nha thỏ. Bây giờ là skip qua thỏ rồi đó. I want to become an Japanese teacher. Okay. In the future. Japanese. Yeah. Nhưng cái này nó chỉ là trật ý thôi, không phải không thực tế đâu. Bởi vì mình không biết làm cái này. Làm cái này quá là khổ. Okay, I want to, đọc lại nè, I want to become a Japanese teacher in the future. I want to become an... I want to become a Japanese teacher in the future. Okay, right. Okay, giờ tới bạn Trâm nè, bạn Trâm... Em Trâm có thể nói một chút không? Could you tell me a little bit about dream jobs? Okay. Okay. Yeah. At the present, I am a resident specialized in hematology. Compared to the past, I'm more knowledgeable and more flexible. I can earn money from life, so I don't need to receive money from my in the future, I want to become an excellent doctor who is able to handle on complicated cases in the hospital and outside hospital. If I need that's all. Hello. Sao mọi người im luôn hết nhỉ? Sorry. No, my chị quên. Cái nãy em nói là tới cái khúc mà knowledgeable với lại flexible rồi cái khúc sau á nó bị giật băng thông không nghe thấy flexible vậy em nói là khúc đó nha chị. I can earn money for my life so that I don't need to receive money from my parents. I want to become an excellent doctor who is able to handle on complicated cases in the hospital and outside the hospital if I need. Okay. Nó sẽ có là is needed ha, khi cần thiết đúng không? Cái câu cuối của em á, is needed ha. Vậy em muốn học thêm emergency đúng không? Kiểu cấp cứu ngoại viện đồ này nọ. Become an excellent. Em có thể dùng hai skill. Hai skill. Còn cái excellent là thường mình dùng cho người khác. Em nghe chị nói không? Excellent. Dạ em nghe chị. Okay. Thì ví dụ như là người khác, cái này trong tiếng Nhật thì thường ví dụ như châu dừ là không bao giờ nó dùng để nói về mình ha. Giống như excellent thì hình như chị cũng ít khi nghe thấy người ta nói excellent là nói về bản thân. Thì em có thể dùng high skill doctor cũng được. Ok rồi. Mọi người thấy có sự thay đổi gì qua thời gian của cái top 5 công việc mơ ước theo độ tuổi không? Sao ta thấy doctor nó cứ số 1 số 2 ha. Đầu tiên số 1, sau số 2, số 1, số 2, số 1. Ủa, 45 tới 54 tuổi không ai muốn làm doctor hết trơn. Ok ha rồi. Bây giờ là bạn Trâm với bạn Hùng đang ở độ tuổi 25 đến 34 đúng không? Nó sẽ có theo cái nghiên cứu là sẽ có là giáo viên là đứng vị trí đầu tiên ha, rồi tới bác sĩ này, diễn viên này, bác sĩ thú y này, ngôi sao bóng đá thể thao với người Cristiano Ronaldo với Lionel Messi đồ này nọ đó ha. Rồi bạn Hùng thì bạn Hùng muốn trở thành teacher hả Hùng? Không. Diễn viên. Diễn viên. Em biết từ phiên dịch viên chưa ta? Mình có thể từ phiên dịch viên là ý kiến producer. Còn thì anh nhận là chưa, không đã cử. Interpreter thì là biên dịch. Translator. Nó có thể dùng hai từ đó. Rồi bây giờ giả sử như là ngoài ví dụ như là Trâm đi, ví dụ như ngoài cái việc nghề tay phải làm bác sĩ đi, thì nếu mà cho em chọn, nếu mà cho khả năng em chọn thì em có thể chọn một cái nghề tay trái không? Muốn trở thành một cái gì đó. Because I think if I want to be a businesswoman, I can earn a lot of money. Because I see some people do that easy. Really?
Ok, easily đúng không? Do it easily. Yeah. So which field do you think you want to invest in? Là nếu mà em muốn làm doanh nhân thì em muốn đầu tư vào ngành gì? Apartment, flat, house. Hay là bất động sản? Bất động sản là chữ gì ta? Bất động sản thì mình có là chữ sao chị quên chữ đó rồi. Bất động sản, trời ơi, sao chị quên chữ bất động sản rồi. Mọi người có thể giúp mình tìm chữ bất động sản không ha? Estate, nhớ rồi. Tôi khổ quá mà, cái từ này là cái từ hồi đó tôi cũng giống Mỹ tôi nói mà giờ tôi quên. Hồi đó cũng giống đi Mỹ á, người ta hỏi là điều kiện tài chính của mày có cái quê quỹ gì đó, mình sẽ phải kể ra một loạt các tài khoản ngân hàng rồi bất động sản rồi này nọ đấy, nên sẽ dùng chữ này ha mọi người. SD là bất động sản ha, động sản và bất động sản luôn á ha, động sản là trong tài khoản ngân hàng. Rồi bạn Hùng nè, nãy giờ Trâm nói là Trâm sao ta, Trâm muốn làm doanh nhân đúng không? Còn cái khúc nào mà chị chưa dạy cho Hùng không ta? Thôi Trâm muốn là kiếm được nhiều tiền ha, mình sẽ có là earn là động từ earn là kiếm tiền nè. Cái gì vậy? Kiếm tiền ha, kiếm này. Còn có money thì biết rồi ha, money là tiền. Earn money là kiếm tiền. Hoặc là mọi người có thể dùng get thì đó đó. Ví dụ như có thể dùng, mọi người có thể dùng cái cũng là kiếm nhiều hơn. Còn bạn Hùng nè, bạn Hùng chia sẻ một chút về nghề biên phiên dịch đi. Ý là tại sao lại muốn trở thành như bạn Trâm là bạn muốn kiếm nhiều tiền này. Rồi. Còn bạn Hùng, tại vì bạn không thích hả? Thích thì bạn đi không? Không được sao? Thích bạn đi. Rồi, chị thì không có thể nói lại câu đó không nè. Ví dụ như là I also ha. Also là cũng ha, thì nó giống như là mố. I also want to nè ha. Also. Cái câu dưới I also have want to become a trained interpreter. Được không? Được không? Nhanh không? Ví dụ như là I also nè ha. Dùng cái câu dưới luôn ấy, Hồng. Want to become a translator ha. Dùng chữ translator đi cho dễ. Còn cái chữ interpreter thì nó hơi khác một chút. In the future because gì nè. Thọ đã back rồi. Đâu có trở lại đâu hả Thọ? Because nè. Because I want to earn money nè. Hay là I can earn money. Rồi, nói đi nè. I also want to become a translator. I also want to become a translator, right? In the future because in the future because gì ta? Tôi thích tiền. Tôi muốn có tiền. Động từ earn, động từ kiếm á, because I can earn money, a lot of money rồi. Em dùng một là em dùng earn money hay là em dùng get a better income cũng được. Tôi muốn kiếm tiền hả? Tôi muốn có tiền. Có nhiều tiền gì? Thôi. I get a better income. I can get a better income ha. Rồi. Ok. Bạn Thảo quay lại rồi, bạn Thảo có thể nói cấu trúc này không? Thảo ơi. Thảo à. Cấu trúc gì đi? Cái nào đâu? Cấu trúc currently ha. Rồi. Nãy giờ mọi người đang tám về hiện tại là mình như thế nào ha? Hiện tại thì Thảo là sinh viên đúng không? Thì Thảo có thể nói là currently I am a student, my major is law, right? Ngành chuyên ngành của em là luật đúng không? Rồi, compared to the past, I am mature. Then I used to be, đúng không? Là em thấy là em cảm thấy là em trưởng thành hơn, phải không? Lần trước là như vậy, lần này em có thể dùng từ khác ha. Và tôi muốn trở thành một cái gì đó trong tương lai. Ủa, em có thấy màn hình đang trình chiếu không họ? Có đi. Rồi cứ nói theo cấu trúc đó là được ha. Hoặc là tụi em muốn cải biên cũng được, không nhất thiết. Cái câu mà I am rồi then I used to be là cái gì vậy? Chị nói ra là cái gì? Đây. Em vô phần chat đi, vô phần chat chưa? Đây. Trời ơi, nãy giờ tôi khổ quá mà, tôi watch lại cho nó. Đây em yêu. Đã từng gì đó ha. Nói là một chút ha, compare to the past là so sánh với quá khứ đúng không? Thì tôi cảm thấy là tôi gì đó hơn là so với trong quá khứ, tôi đã từng. Ví dụ như là trong quá khứ thì mình lùn hơn, bây giờ mình cao hơn thì mình sẽ dùng là tính từ là higher đúng không? Cao hơn, hoặc là bây giờ mình hồi xưa mình nghèo, bây giờ mình giàu hơn thì mình dùng tính từ là rich đúng không? I am richer than I used to be. Hoặc là hồi xưa mình sao ta? Mình ham chơi hơn, giờ mình ham học hơn. Thì mình nói là I'm work hard đúng không? Hoặc là I study hard than I used to be. Được chưa?
At the present, currently, I student in major law compared to the past. I am now a lot about the cloud of Vietnam than I used to be. Em muốn nói là em biết nhiều hơn về xã hội Việt Nam hả? Hay là văn hóa Việt Nam? Luật pháp hả? Okay. Vietnamese law, đúng không? Right. Than I used to be. Tiếp theo. I want to become a speaker in the future. Teacher? Really? Lawyer chứ? Luật sư đúng không? Em học luật mà. Em học luật thôi nhưng mà em muốn giàu hơn. À, ok, vậy là đúng rồi. Em rơi vào cái độ tuổi từ 18 đến 24 đúng không? Thì luật là nằm ở số 5 đó. Mọi người thấy hợp lý không? Ôi, nghiên cứu này thật là hợp lý. Nhưng mà có khi em qua 25 tuổi em lại muốn làm teacher không chứ? Ok. Rồi, Thỏ có một số chỗ sẽ sửa cho em ha. Có hai cụm từ là at the present time với lại currently, thì hai cụm từ này bằng nghĩa. Em nói một trong hai thôi ha, không dùng cả hai. Thứ hai là em dùng I with student thì em phải có động từ. Động từ là động từ to be ha. Rồi, thì nên cái câu của em phải là I am ha. Student là một chấm ha. Cái câu thứ hai của em là về major đúng không? Thì em phải có dùng cái cấu trúc, nó phải chính xác ha. My major is law ha. Đấy, thì mình có thể nói hai câu nhưng mà cái cấu trúc ngữ pháp của nó phải đúng. Hoặc là em rút gọn lại là I am studying hả? Studying law. Đấy, vậy thôi. Tiếp theo là compare to the past đúng không? Em dùng là cấu trúc là so sánh với quá khứ. Em dùng động từ là em biết đúng không? Thì know là động từ thường. Em không thể dùng là I am và know cùng một lúc được ha. Không được nha. Cái này là không được nè. I am know là sai ha. Dùng không được nè. Đấy. Em chỉ có thể dùng là I know thôi ha. Much. Dùng much ha. About law. Rồi. Câu chính xác của nó phải là I know much about law than I used to thôi được rồi. Còn be thì không được. Tại vì cái động từ to be ở đây em không dùng động từ to be mà em dùng động từ thường. Know nên thành ra là không có dùng be ha. Rồi. Nhanh quá không? Nhanh quá không mọi người? Có cần mình nói lại không mọi người? Thôi mình qua cấu trúc used to đi cho mọi người dễ hiểu. Nhanh quá không mọi người? Có cần mình nói lại không mọi người? Thôi mình qua slide tiếp theo. Hello mấy bạn lên tiếng đi. Xin chuyển qua chị ạ. Học biết chứ chắc thì anh nhớ đâu. Sao mà hỏi đến lại cũng lại quên hết à? Có nói đâu mà hay quá. Mà rồi ok, ở đây mình có cấu trúc used to cộng cho động từ nguyên mẫu ha. Hồi nãy mình đã dùng rồi nè ha. Ở đây con sẽ có một ví dụ là ví dụ như là ở đây là when I was a child ha, khi tôi còn là một đứa trẻ đúng không? Tôi đã từng khóc rất nhiều đúng không? Thì used to cộng cho một động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu ở đây có thể là used to be ha. Nếu mà em dùng động từ to be, còn em có thể là dùng used to cộng cho một cái động từ nào đó, động từ thường nguyên mẫu, ví dụ như là trong cái trường hợp của Thọ thì em có thể là dùng used to know đó ha. Ví dụ như cái câu của Thọ mà nói một cách mà không rút gọn ấy, sẽ là I know much about law than I used to know. Nhưng mà tại vì dùng hai cái từ know nên em bỏ bớt cái chữ know sao cũng được. Kiểu vậy. Được chưa? Được chưa mọi người? Hello mọi người. Ok không nhỉ? Ok tới đây chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok. Ok, ok chưa? Mọi người coi nói cả. Rồi ok, vậy mọi người cho một ví dụ đi ha. Ví dụ như ở đây sensei đã ví dụ sẵn rồi đấy ha. Thì các bạn có thể bắt đầu bằng cụm từ là khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã từng gì đó ha. Ví dụ như là ở đây sensei là dùng động từ cry ha, là động từ khóc ấy. Còn mọi người có thể dùng một động từ khác, ví dụ như là play outside ha, chơi bên ngoài, hoặc là play sport, hoặc là chơi game, play game a lot, hoặc là sao ta, gì nữa ta, ví dụ ví dụ gì ta, ví dụ gì nhỉ, kiểu trốn học là gì ta, cướp học là gì ta, cấp học thì mình có gì đó. Ok mọi người nghĩ đi, rồi mọi người nói cho một ví dụ ha, khi là một đứa trẻ mình đã từng gì đó. Để nghĩ chữ cấp học. Cấp cua là skip đi. Hello mọi người, bạn Hùng đi, bạn Hùng trước đi. Theo thứ tự bạn Hùng, bạn Thọ, bạn Trâm nhé. Theo thứ tự độ khó tăng dần. Tắm xong gì thế? Cái gì thì em cho một ví dụ đi, ví dụ như là when I tắm xong. À, xong hả? Tắm xong là take. Nói gì vậy? Tắm ha, đây là tắm nè. Xong là in.
Weaver. Yeah. Được chưa? Thế gặp gặp mẹ là gì? Gặp mẹ là gì ta? Weaver. Thế gặp mẹ gì vào? Thế đấy à? Vậy thôi. Tắm mưa nữa. Quỷ trùng tắm mưa. When I go to I used to China nè, dùng cái trong cái ví dụ á, cái mà trước chỗ phải á là em giữ nguyên ha, khi tôi còn là một đứa trẻ thì giữ nguyên ha. Rồi I used to là bắt đầu thay cái động từ take thôi, động từ cry mà động từ take. When I was a child. When I was a child, I used to take a bath in the river. In river, okay. Rồi bạn hỏi đi. Giờ phá nhiều cái quá, không biết nói cái gì nữa. Thì nói cái gì mà em ấn tượng nhất? Hay là em đã từng crush ai đó? Ví dụ vậy thì nói sao chị? Crush là động từ luôn ấy. Used to crush. Thay động từ cry bằng động từ crush thôi. Nhưng mà em phải có một cái túc từ ở phía sau. My girlfriend hoặc là gì gì đó. My boyfriend. Sao mình chưa nghĩ ra từ cấp cua ta? Cấp cua là gì nhỉ? Thì Quỳ cũng đang nghĩ động từ skip ấy, nhưng mà skip thì kiểu cũng được. Nhưng mà chắc là phải tìm một cái động từ nào đó. Ok Thọ ơi, nói chưa Thọ ơi? Thọ à? Ủa, viết kiểm điểm là write review hả chị ha? À, bạn kiểm điểm hả? Report. Report. Yeah. Mà bị cái lỗi gì mà phải viết kiểm điểm? Cúp học, nói chuyện được quá trời luôn. Vậy thôi, mình có thể diễn dịch ra như vậy. Cúp học. School là bỏ học luôn rồi. À, school attendance and absent nè. Có thể dùng school absent đi không? Absent đi, mọi người. Ok, Thỏ nói đi Thỏ. Vậy là giờ mình dùng là chiêu hay là tiêu lên chị? When was a child? Chữ đó là child. 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 Cái chữ này hồi đó chị đọc là a child nha. Nhưng mà lúc sau á, nghe mọi người cứ đọc là child, child, child. Công với miệng, công với miệng. Child, child. Chu cái mở ra. Tập tập hoài luôn. When I was a child, I used to write a report of my file at school. My phone at school. Ok, rồi. Mình chăm đi. When I was a child, I used to walk to school on foot because of the short distance between my house and my school. Used to walk, em? Yeah, used to walk. Oh. Em lại một chút xíu. Hình như bị ngược. Hình như em đi ngược. Ok, để em. Chị nghe không hiểu lắm. Used to walk gì? Hình như em đi used to walk to school on foot. À, cái gì cũng đúng. Là bike. Walk to school on foot. À, walk, đúng không? Walk, yeah. Đi bộ hả? Hình như có dùng cái từ đó rồi. Không có dùng on foot nữa không? Walk to school. À, dùng sửa lại đi. When I was a child, I used to go to school on foot. Cái gì nữa? Tiếp theo. Because of the short distance between my house and my school. Chị không chắc em dùng từ giới từ between nó đúng không?
walk to school ha mọi người. Okay, because the short distance là khoảng cách ngắn nha. Mình có distance là khoảng cách ha. Là khoảng cách ngắn ha. Thì ở đây mình sẽ có là yêu xa mọi người thì sẽ là long distance ha. Đó là từ trái nghĩa. Vậy cho dễ nhớ ha. Long distance relationship là những cái mối quan hệ yêu xa ha. Short distance. Between. Ví dụ như distance thì em có thể là dùng from something ha. À, không, ý là nói cho mọi người dễ nhớ ấy. Tại vì cái short distance của em nó làm chị liên tưởng tới long distance. Những mối tình tan vỡ vì long distance. Nhớ, nói vậy cho Hùng với Thọ nhớ đi mà. Hai bạn sau này yêu gần thì đừng yêu xa nhé. Nhớ short distance thôi, đừng long distance. Ví dụ như distance thì em có thể dùng from to ha. Đây thì giống như là Kara với Made đó Hùng ạ. À. Ví dụ như là from my house to my school chẳng hạn. Rồi, ok mọi người, chắc hôm nay chưa có cần thêm một ví dụ nữa không? Được rồi ha, you still cầm cho đồng tùng viên mẫu nhé. Nhé. Được chưa? Inversely. Rồi, cái ở dưới thì mọi người nhìn nó có vẻ giống nha, nhưng mà là nó khác đấy. Được chưa nè? Chú ý cái ở trên là khác cái dưới nha. Cái ở dưới là mình sẽ có thêm là get ha. Get hoặc là be. Cộng cho động từ thêm in. Thì câu này sẽ được dịch là quen với một cái gì đó. Accustomed with ha. Quen với một cái gì đó. Được chưa? Ví dụ trong ví dụ nha là I get used to hoặc là I am used to ha. Getting up. Này mọi người thấy là mình không dùng động từ nguyên mẫu get mà mình dùng phải thêm in ha. Là getting up. Get up thì là wake up. Okimasu around 8 a.m. đúng không? Là mình thường dậy vào lúc 8 giờ sáng đúng không? Bởi vì từ khi mà tính Nhật thì thường là ở Việt Nam là dậy lúc 5-6 giờ thôi. Nhưng mà ở Nhật thì do là nó lạnh này nên là 8 giờ mới dậy. Nghĩa là giờ làm việc ở Nhật là 9 giờ, nó trễ hơn 2 tiếng so với Việt Nam nên thành ra là dậy sớm. Thay vì dậy 6 giờ thì dậy 8 giờ. À, thì nên cái ví dụ này nó có nghĩa là tôi quen với việc là thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng đúng không? I am used to cộng cho getting up ha, là tôi quen với việc gì đó ha. Vào lúc 8 giờ ha. Bởi vì kể từ khi tôi tới Nhật ha. Rồi. Mọi người thắc mắc gì không? Mình còn 13 phút. Mọi người thắc mắc gì không trước khi chúng ta vào ví dụ của từng bạn? Bạn Hùng bắt đầu trước đi. Có thể nếu mà thấy khó thì em có thể bắt chước xem cũng được, nhưng mà em cho một cái ví dụ khác mà kể từ khi tới Nhật em quen với cái việc gì đó, ví dụ như là I am used to everyday. Tự nhiên không cái gì từ từ tôi thì quen việc là tôi học Nhật á. Ok, quen với việc hàng ngày á đúng không? Hàng ngày á, Hanasu phải không? Em muốn dùng động từ Hanasu hay là gì? Học Nhật learning á, học tiếng Nhật đúng không? Học thì là learning, đúng rồi, đúng không em? Learning Japanese everyday. I am used to learning Japanese every day. Japanese language every day since I come to Japan. Kể từ khi tôi tới Nhật đúng không? Okay. Rồi nói nguyên câu đi. Since I. I am used to learning Japanese every day. Since I come to Japan. Since I come to Japan. Mở cái video của tôi lên. Sing. Được chưa? Ok, sing I come to Japan. Rồi, ok, mày khỏi đi. Em used to wearing shoes every time I go to school. I am used to gì em? Wearing shoes, mang giày gì? Wearing, shoes. Wearing shoes every time I go to school. Có một lý do đặc biệt nào đó không? Đơn giản là em không thích mang dép thôi. Ok rồi, vậy là có nghĩa là hồi nhỏ thì em không có mang giày, nhưng mà lớn lên em mang giày đúng không hay sao? Đó, em đi học em mang dép mà. Đó. Ừ. Nhưng mà tại sao lớn lên thì lại không thích mang dép nữa? Thấy nó kỳ. Ok rồi, nếu mà em thấy nó kỳ là từ lúc nào, em có thể nhớ cái mốc thời gian không? Từ cấp 3 chị. Rồi, thì từ cấp 3 của em sẽ là since gì nè? Hoặc là since I was a high school student ha. Cấp 3 nè. Là lúc tuổi dậy thì đấy. Lúc bạn trở thành teenager đấy.
Đấy. À. Vậy thì khi tôi là học sinh cấp 3, được chưa? Tại vì nếu mà em dùng cái cấu trúc này á, thì ví dụ như em nói cái câu hồi nãy á, người ta sẽ thắc mắc là cái mốc thời gian nào hoặc là cái sự kiện nào để làm cho em thay đổi như vậy á, ha? Kiểu như vậy, giống như là tại vì mình đã quen với một cái việc gì đó, có nghĩa là hồi xưa mình không có như vậy mà bây giờ mình như vậy á, thì là mình quen với cái việc như vậy ha. Ví dụ như là hồi xưa thì em ăn dép, nhưng mà kể từ khi lên cấp 3 thì em cảm thấy là em không thích ăn dép nữa, em thích ăn giày. Đấy, thì sẽ có một cái mốc thời gian nào đó. Bạn Trâm ơi, thế em đấy, em thì á. Yeah. Khi in December, I get used to feeling lonely and doing everything by myself since I moved to another city to study medicine. Mình Trâm nói là mình Trâm quen với việc làm mọi thứ một mình ha, tự thân nhận động nha. Kể từ khi mình đi qua một thành phố khác đúng không? Có nghĩa là từ từ đại học đúng không? Hay là từ cấp 3? Cấp 3 là em học ở tỉnh khác chưa? Hay là từ đại học? Đó là từ lúc đại học. Từ đại học chính xác không? Rồi ok, các bạn có thể ghép hai câu này lại với nhau ha. Ví dụ như là thách thức cuối cùng, là ví dụ như là hồi xưa ha, mình đã từng gì đó nhưng mà bây giờ mình không có như vậy nữa mà mình quen với một cái việc gì đó ha. Giống như là sensei cho một ví dụ ha. When I was a child I used to cry a lot, but now when I become a student I get used to manage my emotion so that I don't cry a lot anymore. Nghĩa là bây giờ mình sẽ kiềm chế cảm xúc và mình sẽ không có khóc nhiều nữa. Như vậy ha, kiểu như là mình lớn rồi đây. Được chưa? Khó quá không? Mấy bạn hiểu không? Hiểu nhưng mà khó. Ok rồi, bắt đầu từ Hùng trước đi nè. Ví dụ như Hùng cho một cái ví dụ dễ dễ, hoặc là Hùng có thể dùng tiếng, nếu mà Hùng muốn học thêm tiếng Anh về cái từ đó. Còn không thì Hùng có thể dùng một cái những cái từ dễ. Ví dụ như là hồi xưa thì tôi đã từng không thích tiếng Nhật chẳng hạn, nhưng mà bây giờ thì ngày xưa tôi lười á. Ừ, cái thì lazy ha, rồi là lazy này. Lazy. Lazy là lười. Lazy là tôi lười. Tôi lười ha, tôi lười biếng này. Được chưa? Rồi. Ok. When I go to a time, town, I used to gì đây? Vừa, rồi. Used to I am lazy. I am lazy. Nhớ nha, used to còn động từ nguyên mẫu nha. Động từ nguyên mẫu của I am là gì? I used to. Mình chia động từ to be thì nó có phải là ra is, am, are không? Ừ, thì mình đảo ngược trở về, giống như là này là chia thể. Ừ, này là thể. Ừ, không, thể là sự mình đảo ngược về thể từ điển ấy. Kiểu như là I am là nó đã chia rồi, bây giờ em phải đảo ngược về. Thể nguyên mẫu là là to á. À, I used to gì nè? To be, phải không? To be lazy. To be lazy. But now I... Cái này có gì hả? I am used to learning Japanese every day. I come to Japan. Mình nói là giống như là hồi xưa đó, mình đã từng như thế nào nhưng mà bây giờ mình không còn như vậy nữa mà mình quen với cái việc thay đổi gì đó, theo hướng chịu hướng tốt hơn chẳng hạn, hoặc là xấu hơn nhưng mà nên nói tốt hơn. Nên theo chịu hướng tốt hơn thì sẽ tốt hơn, tích cực hơn. Hiểu với 100, giống như là bạn Hùng cho ví dụ là hồi xưa bạn rất là lười biếng trong việc học tiếng Nhật ấy, nhưng mà từ khi bạn tới Nhật thì bạn không còn như vậy nữa và bạn quen với việc học tiếng Nhật mỗi ngày kiểu vậy. Đấy. Thì mình sẽ dùng cả hai cấu trúc luôn là used to cộng cho động từ nguyên mẫu để thể hiện một ý là đã từng làm cái gì đó, và cấu trúc là get hoặc là be used to cộng cho động từ thêm in để thể hiện một cái là quen với một cái gì đó. Khi mà có một cái sự kiện nào đó thay đổi thì mình sẽ thay đổi theo kiểu vậy. Em có thể nghĩ ra những cái câu phức tạp hơn chẳng hạn, còn 3 phút để chăm nghĩ. Rồi ok, tới Thọ. When I was a child, I used to bestie. Chú gì em? Bestie, phá cách đó chị. Rồi, không biết từ đó luôn ấy. Em có thể tap ra không? Gõ chữ đó ra không? Phá cách đó. Bad boy ha. Giờ lại mình chiếc xe. Ok, bestie. Rồi, bestie, rồi. Bestie là tính từ đúng không em? Đúng rồi, nếu mà em dùng tính từ ấy thì cũng giống như em phải dùng là be ha. Là sao chị?
used to be best key hả? Ờ, used to be đúng rồi đó. Chứ em không dùng used to best key không được, tại vì best key là tính từ mà. Tính từ thì nó không cộng được cái used to thôi. Used to chỉ cộng cái động từ thôi. Ok chưa? When I was a guy, I used to be best key. Rồi tiếp tục. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì best key hơn đúng không? Tự giờ tự tự lập là tiếng Anh gì vậy? Ủa nhưng mà cái best key là phá pháp với lại cái tự lập nó không có đối lập nhau lắm. Kiểu như tự mình theo mình á. Cái phải phá thì phá là thế. Là giờ là biết tự lập biết lo cho gia đình chứ còn phá pháp. À, ok. Mà em cái đó không biết nói sao nè. Dở cũng chưa học. Dở không biết. Có thể dùng là động từ control ha. Mình có thể là self control nè. Tự tự kiểm soát bản thân. Thì em có thể là tôi quen với việc học cách tự kiểm soát bản thân đúng không? Thì là I nè, em nè, used to nè ha. Là tôi quen với đúng không? Rồi mình sẽ cộng cho là learn đúng không? Đấy, learn rồi in đúng không? Rồi. Rồi mình sẽ cộng cho to self control. Được chưa? Được chưa? Có chút này rõ không? I'm used to learning to control, to self-control. Được chưa? Tôi quen với việc học cách kiểm soát, đúng không? Học cách tự kiểm soát. Rồi, thì sẽ không còn pesky anymore nữa. Rồi. Ok, được chưa Thọ? Em có thể nói lại nguyên câu không? When I was a child, I used to be pesky. Now, I am used to learning to self-control. Ok. Rồi, 700. Ui, mình bị lố một chút. Chăm thấy một cái đoạn dài luôn cũng được chăng? Trường thuật tự sự các kiểu chăng? Ok, em thử máy đi. 1, 2, 3, 4. Hồi nãy em không có nghe chị nói rõ là mình nên làm cái gì. Của em chỉ nghe là mình nói sao mà trong một đoạn mà mình có sử dụng. Ừ, em sử dụng hai câu cũng được. Miễn có sử dụng được rồi. Rồi em muốn nói sao cho nó liền mạch và nó liên kết với các câu với nhau là được. When I was a child, I used to take a lot of money from my parents. My parents, without their permit, I use money for non-games, etc. Mạng giật quá trời. She's very different. And I wrong. Vì em nói là từ đầu. Chị nghe tới etc thôi. Là em hồi xưa là em nói chung là thoải mái dùng tiền của ba mẹ đúng không? Tới đó thôi à. Chơi game gì gì đó chị nghe được. Yeah. Phút đấy đúng không? Rồi còn gì nữa? Hay lại nói lại ta. Chị nghe rõ nha chị. Ừ, chị stop sharing screen rồi đó, hy vọng là đường truyền nó sẽ ổn định hơn chút. Chị em nói lại đầu hay là nói là từ lúc đó đi. Chứ mà chơi game là còn cái gì nữa không? Etc. Until the day my mother khoan trước cái khúc chơi game là có cái gì nữa không? Cái khúc chơi game có I spend those money for toys, dolls, games and etc. Rồi được rồi. Yeah. Until one day my mother knew that and she was very disappointed with me. I promised I didn't do it again. And when I earned the money by myself, I realized the value of the money. And I get used to saving money since that time. Em nói là em dùng cấu trúc guess you to gì ta? Saving money, chị. Saving money. Ok, saving money. Rồi ha. Ok, bạn chăm dùng hai cấu trúc ha. Một cái là bạn đã từng tiêu xài rất là hoang phí ha. Nhưng mà khi mà bạn tự kiếm tiền được thì bạn học được cách tiết kiệm và bạn quen với việc tiết kiệm ha. Có một cái chỗ là feel disappointed. I think with me to be disappointed cũng được. With me cũng được không? Mà chị không ít khi thấy nó dùng với từ with. Thường thấy nó dùng in something. Ok.
chăm, có một số chỗ ví dụ như là em có thể chú ý phần nhấn nhấn âm ấy, kiểu giống như là em muốn nhấn cái chữ nào á thì em nhấn cái chỗ đó thì nó sẽ giống như là dễ tập trung hơn. Ví dụ như là next word try thì em có thể nói chậm thôi, nhưng mà ví dụ như em muốn nhấn một cái chỗ mà used to spend money with toy rồi games rồi này nọ đấy, thì em có thể nhấn vào cái chỗ đó rồi my mother disappointed, nó kiểu em muốn nhấn chỗ nào thì em kiểu nếu mà thất vọng đúng không, thì mình nhấn vào chỗ thất vọng về mình, và mình hối là mình sẽ không có tái phạm nữa, kiểu vậy hơn. Nay cái là cái intonation đó, chỉ cái stress rồi vậy thôi. Ok, cảm ơn mấy bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì câu hỏi gì chăm không? Dạ không, cảm ơn chị. Thank you for your pictures. No, I have to say thank you. Dạ không. Cái khổ quá. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hôm nay mình học trễ một chút xíu. Lốt 7 phút của các bạn rồi. Goodbye, good night. Goodbye, good night. Good night.